Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em là cách tạo hashtag nhanh ở trong Shopee nhé. Thì đây là cái bộ từ khóa mà mọi người đã tìm được ra để đưa vào trong hashtag. Thì mình sẽ copy hết ra một cái file Excel như thế này. Nếu như mà mọi người làm cái thao tác ấy là cứ đánh bỏ dấu rồi lại thêm dấu thăng rồi gạch dưới như này rất là mất thời gian. Thì trong cái hashtag của Shopee thì có hai dạng, một là mọi người có thể để dấu thăng đằng trước viết liền, cách thứ hai là mọi người sẽ từng cái từ này sẽ cách nhau bởi dấu gạch ngang đó. Thì giờ làm tạo như thế nào để nhanh được ra hai cái trường hợp như này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đầu tiên là mọi người chọn này, cột đây, cột B này đi đó, xong rồi chuyển hết sang là Times New Roman nhé. Rồi đấy, sau rồi Ctrl C tìm đến Việt cây này, chuột phải chọn sang công cụ CS cộng F6. Rồi nguồn và đích mọi người để ý chọn cho mình là Unicode nha, tất cả chọn cho mình Unicode, chuyển sang Unicode. Sau đó chọn sang loại bỏ dấu rồi sang chuyển mã, ok đóng. Rồi mình sẽ Ctrl V sang đây đấy, thấy chưa. Rồi mọi người thấy là mất hết dấu rồi đúng không? Rồi bây giờ cách đầu tiên là mình sẽ làm thế nào để đưa được dấu thăng và cái gạch ngang ở bên dưới như này. Thì mọi người tiếp tục là bôi đen cho mình tất cả những cái từ khóa này. Rồi chọn Ctrl H, phim quắt thì mọi người để cho mình là cách ở bên dưới là gạch dưới Z black on, ok. À, mọi người nhìn thấy chuyển hết chưa, chuyển hết sang gạch dưới rồi đúng không. Rồi tiếp tục mình sẽ đưa dấu thăng vào đây. Rồi, kéo xuống nha, kéo hết đến cái cột này. Tiếp tục sang cột E này mình sẽ dùng hàm nhé, bằng này, chọn này, đây C2 và D2, ok chưa, Enter đó. Xong bắt đầu mình kéo từ trên xuống dưới rất là nhanh đúng không. Rồi bên này thì mình cũng làm tương tự như vậy thôi. Đó. Thì bôi đen cái vùng chọn này. Ctrl H. Ở bên trên là không cách, không gạch gì hết. Bên dưới cũng vậy, bên trên là cách. Bên dưới không chọn gì. Ôn dẹp đi, ok. Đấy. Liền hết rồi. Bây giờ muốn thêm dấu thăng vào bên trên thì mình cũng làm đơn giản thôi. Điền thăng vào đây, kéo xuống dưới, lại tiếp tục bằng F2 và G2, Enter, kéo xuống dưới, xong hết luôn. Rồi bây giờ thì mọi người ôm tất cả những cái từ khóa này đưa vào làm hashtag của Shopee thôi. Ok, chúc anh em thành công.